số 1 mình điện gì vô nè? Chua vô. Chua. Cái từ chua vô nó là lạnh của thời tiết á. Mình để chữ chua vô ở đây nó không có hợp lý lắm. Chua. Chua hồi vô. Chua hồi vô. Đó, làm gì chua hồi vô? Ở đây mình sẽ có cái từ là chiu sư ca ở tiểu, có nghĩa là gì? Ở tiểu là gì? Nước ép như thế nào? Ép như thế nào? Ép như thế nào? Thì dùng từ chiu quan hệ ô. Chiu quan hệ ô. Chiu quan hệ ô. Chiu quan hệ ô. Còn cái từ chu quan hệ ô là cái lạnh của thời tiết mình không làm ha. Kho quan hệ ô. Kho quan hệ ô là gì? Nóng. Ca tư hệ ô là gì? Ấm áp. Không dùng. À, câu 2. Chua vô. Y dê. Y ô vô. Gì sao vô chứ? Hả? Không đúng, hoài vô mới đúng ha. Tại vì nun ni ô hoài vô là tuyết rơi. Tuyết đang rơi. Nan si cao ở tèo nun ni hoài vô. Tuyết đang rơi. Được chưa? Được. Câu 3. Ok. Ok, im. Ok, một hết rồi. Sáng chơi cơn hết rồi rồi. Sáng chơi cơn hết rồi. Có nghĩa là đi gì? Đi dạo. Đi dạo. Sáng chơi cơn hết rồi. Rồi. Tiếp tục, mưu sinh ủn tông y chè mi sở. Thích môn thể thao gì? Thì các bạn thích gì? Chúc cù. Đá banh đúng không? Chúc cù. Tiếp tục nha. Câu 5 luôn làm nhanh kê là gì? Khôm là mùa gì nè? Mùa xuân. Rồi, gió râm. Gió râm là mùa? Mùa hè. Mùa hè. Hà ưng. Hà ưng là mùa thu. Hà ưng. Hà ưng. Mùa đông. Mùa đông. Mùa đông. Như vậy ở đây chọn hè đúng không? Chọn mùa hè. Okay, mùa xuân kề cho rinh cho hiểu. Bạn thích mùa gì? Tôi thích mùa hè. Yeah. Rồi 6, 7, 8 chọn câu khác nha. Giờ số 1, số 6 mình chọn gì nè? Oro vòi ố nghĩa nó là gì nhớ không? Có khó không? Khó không? Khó, như vậy bây giờ ngược lại với khó là gì? Dễ. Dễ. Si qua vô. 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 Si, si qua vô là dễ đúng không? Như vậy chọn số. Số 4. Số 4. Ừ. Quyển sách đi oro vòi ố có nghĩa là quyển sách đó khó phải không? À, anyo không, nó siêu vòi ố, nó dễ. Số 7. In bồ nên là dụ châm nặng si ca chúc sinh gì cả. Thời tiết nay gì? Nóng phải không? Ê, lạnh phải không? Như vậy chọn nào đây? Anyo. 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 Hợp sinh mì tà đúng không? Hợp sinh mì tà. Nên nóng. Hợp sinh mì tà. Tiếp theo. Nan si ca chô hải ố. Thời tiết tốt không? Không. Hư rồi chứ. Chọn gì các bạn? Số 2. Ờ, hư rồi ô, nó bị u gì? U ám. U ám. Rồi tiếp ha. Điện gì vô? Chính điện. Ờ, chim ăn. Ờ, mập.
ăn mẹ chim ăn cay nhưng ngon đúng không mẹ? Mình làm hoài dạ. Nè mẹ chim ăn mà xịt sợi không? Như vậy là gì? Kim chi lên một hồi ố. Kim chi là câu đó nghĩa là gì? Kim chi bạn thích ăn kim chi, kim chi không? Kim chi không? Ừ, nghe chua chua hiểu là gì? Nghe chua hiểu. Tôi thích nó. Tôi thích. Ừ. Nhưng mà chua nó mẹ. Nó cay một chút mà ngon. Nhưng mà ngon. Cay nhưng mà ngon. Rồi tiếp tục câu số 10. Cút chư ca à chú chuẩn nhiều là gì? Áo khoác lông. Cút chư là cái áo khoác. Cút chư ca à chú chuẩn nhiều có nghĩa là cái áo khoác rất là tốt nhỉ. Dân sao các bạn? Liệt kê ha, cái này mình liệt kê. À, cô. Ấm áp và mát mẻ, ấm áp và nhẹ. Như vậy 1 hay 2? Câu 1. Câu 1, tại vì có được dùng quá khứ không? Không. Dạ không. Không. Ta tức khao cua cà bồ hiểu. Số 11, ở ti ca ở ti hiểu. Dạ, dạ ti ca ở ti hiểu. Ở đây là đâu đúng không? Đây là dạ. Thư viện. Dạ. Câu sau gần như hiểu không? Nghe sao? Báo động. Còn hai đúng không? Ở thư viện này y thôi sao qua này nên xe kia mạng đi. Thì sao? Có rất là nhiều gì? Nhiều sách. Có là nhiều sách không? Đọc thấy hơi bị chậm hả? Rồi tiếp rồi. 12 các bạn chọn gì đây? Kachiman. Kachiman hay là Kachiman? Kachiman. Kachiman bởi vì lý do là nó quá gì? Quá khứ. Quá khứ. Quá khứ. Cho nên mình phải dùng là Kachiman. Unin to he sa e kayo nghĩa là gì? Tô nghĩa là gì? Cũng. Cũng. Hôm nay cũng đi đến công ty. Ờ. Anyo không? Ở trên nên hơi say khát chiman hôm qua thì tôi có đi nhưng mà ủ nư đến anh vào hôm nay tôi không có đi tiếp theo 13 dùng hoa đinh gì tên khải ố phơn khải ố nghĩa là rủ rê mời mọc đúng không? Mình thấy dấu hiệu có chữ khát si là cùng nhau nè. Dân cùng nhau đi xem. Tiếp theo 14. Mình hiểu. Wa stan e sarami atsu. Mình hiểu. Cảm thán đúng không? Dạ. Yeah. Cái nhà hàng đó sao? Đông người đông quá. Đông người quá. Ne yo ki umsiki ma sisoyo nghĩa là? Vâng, ở đây món ăn rất ngon. Ừ, vâng, ở đây món ăn ngon. 15. À 15 chưa làm phải không? Rồi, làm cho thầy 17, 18 luôn nha. Thì các bạn. Câu 1. Câu 1, lý giải coi. Phóng viên Kim Su Chin ở thời tiết Busan bây giờ thế nào? Có nóng không? Kim Su Chin chi cha. Có nghĩa là mình giống như chương trình truyền hình vậy đó, ở trong trường quay nó kết nối với một bạn phóng viên ở bên ngoài ha, hỏi Kim Su Jin Kita. Có nghĩa là ký giả Kim Su Jin. Busan in chikum nan si kho ta si ni ka. Thời tiết ở Busan bây giờ là thế nào? Đi ba ủ phố. Mưa và lạnh. Mưa và lạnh. Mưa và lạnh bây giờ cho nên mình không có chi quá khứ được ha. Dạ. Nhưng mà trả lời 1 hay 2, ở đây người ta hỏi là xin gì cá thì mình là chú quờ vô hay là chúc gì cá. À. Ủa em trả lời Sumnita được không thầy? Sumnita mới đúng nha, tại vì người ta đang hỏi Sumnita. Dạ. Yeah. Hỏi Sumnita thì mình mới trả lời là Sumnita. Còn chừng nào người ta hỏi A O dò vô thì mình mới trả lời là A O dò vô. Hiểu không? Okay. Dạ hiểu. Thống nhất nha, ví dụ khi người ta hỏi Sumnita thì trả lời là Sumnita.
Người ta hỏi a o giờ vô thì mới trả lời a o giờ vô nha. Câu 16. Môi một cái mọc coi vô. Mọc coi vô, không có mọc sinh di tà được nha. Ở đây mọc sinh di tà là bị gì? Sai. Hiểu không? Hiểu. Dạ hiểu. Rồi, ở kia này là câu đề nghị. Có nghĩa là gì? Ăn cái gì bây giờ? Ăn bánh kem. 17, 18 thì đã là sai chi bê. Số 4. Ồ, tóc khi cài ổ mới đúng. Rồi, rồi. Chọn được câu 4 là giỏi rồi đó. Có nhiều bạn sẽ chọn câu 3 đúng không? Câu 3 là hỏi đi đâu. Mà ở đây người ta trả lời là đi bằng xe buýt thì phải hỏi là đi phương tiện gì. Đâu được đúng không? Yeah. Thế là phải chọn câu 4. Có student thầy ô, tôi đi bằng xe buýt. Cái này hôm trước thầy nói một lần rồi, bây giờ thầy nhắc lại cho các bạn khác nhớ nè. Ví dụ như mình nói đi bằng xe đạp thì mình sẽ là cà con co đến tha tà. Rồi, mình nói đi bằng taxi thì là taxi đến tha tà. Đúng không? Mình nói đi bằng máy bay thì là đi hành gì? Đến tha tà. Mình nói đi bằng gì? Xe lửa thì là kịp xa đến tha tà. Được chưa các bạn? Dạ. Nana Shito bỏ xe lên thầy ố. Nana cũng đi bằng xe buýt hả? Ai nhô cho nên đi bộ là dùng cụm Nana cò ro so. Đúng rồi, cò ro so cà ô. Lý do tại sao gì? Chibi cà cao bòi ô. Nhà sao? Gần. Gần. Là 19-20 coi. Câu này 19 nên điền cái gì? Câu số 1. Câu 1. À, Pastoreo với lực Pastoreo. Câu 20. Câu 20 là 4. Câu 4. Câu 4 là Sim Hestoreo. Bây giờ mình giải thích thử nha. Yeah. Như vậy câu 1 Tumare Mo Hestoreo có nghĩa là gì? Vào cuối tuần bạn đã làm gì? Vào cuối tuần bạn đã làm gì? Hôm qua này sau Uống Tung Hestoreo. Tập thể dục ở công viên. Tập thể dục ở công viên ta chân co đấy. O T à, dấu hiệu của Tuma là quá khứ cho nên thuộc động của cả quá khứ ha. Và ta chân co đến động từ tha tà nãy thầy giải thích rồi đúng không? Dạ. Rồi và Anyo Shinku Haku Kachi Tennis Student giải thích là gì? Chơi tennis thì phải tennis cùng với bạn. Dạ. Rồi đúng rồi, như vậy chọn câu một chính xác. Số tiếp theo. Nana Shito Shinku đến mà Nasio có nghĩa là Nana cũng gì? Nana cũng gặp bạn phải không? Ừ, anh nhớ anh Manasio phải gì? Không có gặp bạn. Không, tôi không gặp bạn. Shibe Honcha Sasio có nghĩa là ở nhà một mình. Ở nhà một mình. Honcha là một mình đúng rồi. Chami of cứ Sim hết sao? Không vui. Sim hả ta? Không vui. Chán. Chán nản. Sim hả ta cái cảm giác nó gì nè? Giống như mình ở nhà ăn mình vậy đó, mình lấy cái remote mình mở cái tivi lên, cái mình vừa mở lên mình coi thôi, mình thấy không gì thú vị mình tắt. Hoặc là mình mở TikTok lên mình vừa kéo xong mình thấy không có gì là thú vị hết. Bình thường mỗi ngày thì mình cảm thấy cái đó nó thú vị. Hoặc là xong rồi mình mở game lên mình cũng không thấy cái gì thú vị, có nghe. Làm bất cứ cái thứ gì cũng cảm thấy không thú vị, không vui và không hứng thú thì mới dùng từ sim ha ta. Hiểu không? Dạ. Có cái cảm giác vậy không? Thường thường có những cái cảm giác vậy không? Có đúng không? Dạ có. À con người ta ai cũng có cái cảm giác đó hết. Rồi. Rồi câu 1 mình đề nghị vô các anh chị. Ở xe mô rét sở yếu pháp tí. Tại một cái địa điểm nào đó diễn ra hành động của bản thân thì chúng ta dùng chữ E gì? Rồi. Câu này dịch sao nè? Hôm qua. Hôm qua bạn đã làm gì? Ừ, hôm qua bạn đã làm gì sao các bạn? Tôi uống cà phê ở quán cà phê. Đã uống cà phê ở quán cà phê. Số 2. Ờ chế coffee shop để sau một restaurant. Coffee shop để sau chế cứ. Nhờ thầy nói vậy cái chị em mạnh dạn quá thầy. Dùng gì đây?
Xe tôi gì? Incosayo. À, Incosayo. Incosayo. Đã đọc sách ở quán cà phê đúng không? Dạ. Yeah. Câu 3. Oce. Ori. Nên sushi đơn giản. Ori. Nghe sao? Uri nin. Uri nin. Hôm qua bạn đã gặp Minsu hay không? Dân chúng tôi vào cùng nhau cà xí. Nói chuyện. Giờ khi hết sale là đã nói chuyện. Rồi chúng ta tiếp nha. 4. Nó gợi ý là chi pe so cung bu hết sale có nghĩa là gì? Học ở nhà. Đã học ở nhà. Như vậy sẽ dùng cái từ gì? Câu 4. So. Đã học ở đâu thì mới trả lời đã học ở nhà. Câu 5. Câu 4 luôn. OJHUEXL là gì? Hôm qua bạn đã đến trường. Thì trả lời sao? Không, hôm qua tới nhà. Không, hôm qua tới nhà. Anh nhớ không, tôi đã ở gì? Tôi đã ở nhà. Rồi, tiếp tục ha, làm câu 6, câu 7, câu 8. Câu 6 chọn câu sai nha các bạn. Câu 6 chọn câu sai. Câu số 6, câu nào sai các anh chị? Câu số 3. Số 3 nó sai vì sao? Ma kinh từ rốt sao giờ mới đúng. Đúng rồi, ma kinh từ rốt sao, cái chữ tờ gặp nguyên âm nó phải biến thành chữ gì? Chữ ra. Số 7. Câu 1. Câu 1 là gì? Dùng hoa rinh phát sợ là đã xem gì? Đã xem phim. Là phí đúng không? Phí đã xem phim. Dạ. Yeah. Số 2. Câu 8 chọn câu 3. Câu 8 chọn câu 3. Câu 4 nha. Câu 2. Đã gặp bạn hả? Câu 2 là Du Khi. Đã đi đến trường ngày hôm qua hả? Không phải. Nhưng mà Du Khi đâu không có đi đến trường. Chọn câu sai mà, phải không thầy? Thầy chọn câu đúng chứ. Đâu, người đó chọn câu đúng, chỉ có 6 mới chọn sai thôi. Ồ vậy hả? Ờ. 18 chọn 4. Như vậy giờ mình coi Du Khi nó nói gì nè. Thúy si ở chê hấp kêu e khách sở có nghĩa là gì? Hôm qua bạn có đến trường không? Tâm quên quán và gặp bạn ở đó. Dạ, ở đây nó trả lời là Anio đúng không? Dạ. Anio thì là nó sai rồi. Nè. Anio nè, thì ở đây cái câu này là đến trường là bị sai. Rồi. Chibe so mu hết sợ. À nó tôi ở nhà, chibe so mu hết sợ. Làm gì ở nhà xem phim cho nên câu này đúng nè, hiểu không câu 1? Dạ dạ đúng rồi. Rồi, du khi ổn nên ở ti cỡ thế hôm nay bạn đi đâu? Nó tôi đi cái trung tâm bách hóa và tôi sẽ gặp bạn. Cho nên là gì? Thấy hôm nay xem phim là bị gì? Sai nè. Xem phim bữa hôm qua. Đi đến trường. Sai nè. Sai luôn. Gặp. Nó đi đến trường đúng là sai luôn. Sai sai. Nay nó gặp bạn đúng không? Câu 3. Hôm nay nó gặp bạn đúng không? Dạ. Câu 3 đúng không? Đúng luôn. Du Khi nó đâu có gặp bạn gì đâu. Du Khi nó không có gặp bạn gì hết. Đúng không? Du Khi nó không có hề gặp bạn gì hết. Phải không? Dạ phải. Ừ, cho nên là câu đó nó bị gì sai. Câu đúng đó là câu 3. Các anh chị vậy là tốt rồi. Đọc được dữ liệu vậy là quá ok. Mới có mấy tuần. Quá hay thầy. Hả? Quá hay. Nhờ thầy dạy dỗ. Thấy mấy bạn hay hơn lần rồi không? Hay hơn. Hay hơn nhiều đúng không? Dạ. Lên tay rồi. Lên tay. Nhờ thầy thì. Không biết có phải nhà thầy không à. Ủa, Nhiễu em có thông báo cho các bạn gì không Nhiễu? Alo. À, để nữa em nhắn anh Nhiễu đi, anh cứ gọi dạy bình thường đi. Ok, ok. Rồi. Rồi, các bạn đọc tiếp câu 9, câu 10 giúp thầy nha. Chọn câu mấy? Đi xa, nên ở tia cài ổ. Câu 4 nè. Câu 4 là đi đâu? Đi coffee shop đúng không? Dạ. Rồi, ngay cái chỗ này đúng không? Ồ, nơi đến coffee shop đi tại ô này đúng không? Dạ. Hôm nay đi quán cà phê. Rồi, câu 10, khác với nội dung là gì đây? Câu 4 luôn. Câu 4 luôn. Câu 4 luôn.
có nghĩa là hôm qua đã uống cà phê, hôm nay đi cà phê mà, cho nên làm sao có vụ hôm qua đã uống, đúng không? Dạ. Rồi như vậy dịch giùm thầy câu 1 coi. Hôm qua học ở trường. Hôm qua đã học ở thư viện. Hôm qua học tiếng Hàn ở thư viện. Học ở trên. Tôi đi về nhà. Đã về nhà. Đi về nhà rồi sao nữa? Đã xem phim ở nhà. Đã xem phim ở nhà. Rồi sao nữa? Rồi đi đến công viên. Đi đến công viên. Tập thể dục ở công viên. Tập thể dục ở công viên. Rồi sao nữa? Hôm nay tôi đi. Hôm nay đến quán cà phê. Rồi ok tốt. Đã uống cà phê ở quán cà phê. Rồi dịch giùm thầy cái đoạn này coi. Dịch ra thôi nha, dịch ra tiếng Việt. Ở Hàn Quốc thì có mùa xuân, mùa hè, mùa thu và mùa đông. Thầy nghe không thầy? Thầy đang nghe. À dạ, tiếp tục là mùa đông thì thời tiết mùa đông thì ấm áp và có hoa. Và có hoa rồi mùa hè thì nóng và có nhiều mưa và có trời có nhiều mưa. Mùa thu thì mát lạnh, mùa thu thì mát lạnh, thời tiết thì tốt, và mùa đông thì mùa đông thì lạnh và có tuyết rơi. À đúng rồi. Thanh Vu Kê Ninh, ở Hàn Quốc thì hôm giờ râm hạ thụ đi sợi đâu, có mùa xuân, mùa hè, mùa thu và mùa đông. Hôm nay nên lại si ca ta tiếp theo, và mùa xuân thì thời tiết ấm áp. Tôi đi cô của chị Pio và gì hoa gì? Hoa nở. Giờ râm mẹ nên thâu rồi đâu, và vào mùa hè thì nóng. Tôi đi cô Pika mà như vậy đâu, và tuyết rơi nhiều. Tao đây nên si quan hệ đâu. Vào mùa thu thì mát mẻ, nên si ca thù ai ô. Khí hậu thì tốt, khô đây nên su hoài ô. Vào mùa đông thì lạnh, cứ đi cô nu ni hoài ô. Và tiếp rồi. Tiếp nha. Đọc cái đoạn này là làm cho thầy. Thầy, cái chữ ma thư của thầy là siêu thị hay là cửa hàng thầy? Ma thư là một cái siêu thị. Nó giống như dạng của mấy cái bách hóa xanh bây giờ vậy đó. Yeah. Tại vì có sách nó dịch ra là cửa hàng là cà kê. Sai. Yeah. Cảm ơn thầy. Ma thư là nó là từ phiên âm từ tiếng Anh mà. Mấy cái siêu thị nhỏ. Rồi cái này mình đọc coi. Số 1 cái nào là đúng nè. Hôm mình nên si quên thì chắc chắn nó bị sai, đúng không? Mùa xuân thì phải ấm áp chứ không phải mùa xuân mà mát mẻ được. Tiếp theo. Giờ rồi mình nên bị ca mạ ni hoài ô. Đúng. Đúng. Nhiều. Mưa nhiều. Rồi. Đúng đúng không? Đúng. Mùa hè thì có mưa. Đúng. À. Hoa nở vào mùa đông. Sai. Câu là gì? Hoa nở vào mùa đông. Mùa thu thì hoa nở là bị gì? Sai. Bị sai. Vàng lá. Rồi số 4, câu rinh nãy si ca ta tiếp theo là gì? Mùa đông và thời tiết ấm áp là bị gì luôn? Bị sai. Bị sai. Rồi, đoạn văn này nói về gì đây?
Về mùa. Nó nói về mùa. Kể cho. Nó là mùa. Ok. Như vậy dịch câu đầu cho thầy coi. Ở Hàn Quốc có bốn mùa. Xuân hạ thu đông. Sa kê cho là bốn mùa ha. Mùa xuân thì ấm áp. Mùa xuân thì ấm áp. Hoa nở nhiều. Hoa nở nhiều. Là gì nữa? Nasika Choayo là gì? Thời tiết tốt. Thời tiết đẹp. Thời tiết tốt. Tiếp tục. Gia đông mẹ nên Nasika. Mùa thu thì thời tiết nóng. Mùa hè thì thời tiết nóng. Kika mà đi qua là gì? Mưa nhiều. Mưa nhiều. Thu để nên vào mùa thu thì sao? Thời tiết mát mẻ. Mát mẻ và tốt. Thời tiết mát mẻ và tốt. Tiếp gì nữa? Thu mùa đông. Ra mà ni chùa đâu? Mùa đông thì thời tiết mùa đông thì tiết rồi. Lạnh. Dạ tiết rồi. Rồi. Rồi bây giờ làm cái này cho thầy. Một, mình chọn từ gì đây? Chữ dĩ nhiên là đứng sau thời gian phải là e đúng không? Dạ. Vậy câu này dịch là gì đây? Khi nào bạn gặp Yuki? Yuin là gì? Thứ ba. Qua Yuin là thứ ba. Tiếp tục. Số 1. Câu 2. Chữ 1. Số 1. Xin lỗi. Số 1, số 3, số 4 đều được hết đúng không? Đó là số 1. Anh Google si hôm là kiểm tra tiếng Hàn là thứ. Là ngày mai, mai là ngày 11, ngày thứ 3 điều thứ 3. Câu 2 là câu 2 là bị sai, tại vì margin là khi ngày mấy, mà đây đâu phải là câu hỏi đâu mà dùng từ margin được. Hiểu không? Câu 2 là chọn câu sai. Dạ hiểu. Chỉ là bị gạt hết rồi đúng không? Dạ. Coi chừng mình chọn, mình coi cái nào kêu mình chọn câu đúng hay chọn câu sai. Câu 3. Câu 3 là chọn câu 3. Số 3, on xe hắc kêu cài ố. Đúng rồi, tại vì nó đây nó có thời gian đúng không? Ồ, cho nào hấp xe là 9 giờ sáng. Rồi đi. Ok, rồi. Câu số 4. Câu 3. Giải thích cho thầy đây. Woroire hankuko supi sở, nghĩa là gì? Có lớp học tiếng Hàn vào thứ 2 phải không? Rồi, trả lời sao? Phải. Nè. Có lớp học tiếng Hàn và tiếng Hàn. Câu số 3. Rồi, số 5. Câu 2. Chọn câu đúng hay chọn câu sai đây? Câu sai. Đó là gì? Câu 2. Khi nào bạn đến cửa hàng bán bá? Ngày 5. Bác hoa chôm mà. O-I-D cài ô hả? Ngày 5. Ngày 5 đi được nè. Ngày thứ 2 là sai. Thứ 4 đi được. Ngày 6 giờ đi được, chỉ có câu 2 bị sai thôi là đi chợ. Chi chang. Cái lịch hồi nãy mình tính có lộn đó các anh chị, có nghĩa là tuần sau mình sẽ học full luôn. Để chút đi cô Nhiễu sẽ thông báo cái lịch cho các anh chị nha. Nhưng mà mình cố gắng mình sẽ kết thúc mình thi vào ngày thứ 6. Dạ. Yeah. Ok ha. Cố gắng mình kết thúc trước Tết và thi trước Tết đi cho nó dễ nha các anh chị. Dạ. Yeah. Dạ ok. Dạ ok thôi. Rồi tiếp đi. Sao vậy? Coi chừng câu đúng câu sai nha. Sáu là gì đây? Onse tui shirin manayo. Khi nào gặp thí thì mình trả lời sao? 2, 3, 4 đều được. Câu 1 sai. Câu 1 sai. Ngày mai gặp, 1 giờ gặp, thứ 7 gặp. Rồi câu 1 là gì? Gặp
qua gặp hôm qua, hôm qua là sai. Thứ bảy, cái nào đúng, những cái gặp thì cái nào đúng? Câu 1 đúng, câu 3 đúng. Ủa, câu 3 sai chứ. Câu 3 tháng tháng 6 sao mà you quên được? Tháng 6 phải là you quên. You quên. Tháng 10, tháng 10 của câu 2 cũng sai luôn đúng không? Ship quên thì nó là she quên. Như vậy giữa câu 1 và câu 4 cái câu nào đúng nhất? Câu 4 thì sai đúng không? Khi đã là 10 mấy, 10 mấy thì phải là ship mới đúng. Mà đây lại là she là bị sai rồi phải không? Dạ. Câu 1 có nghĩa là ngày 22 tháng 12 xem phim là câu 8. Câu 1 sai. Câu 1 sai. Ngày mai, ngày mốt, ngày kia thì không có chữ E. Rồi vậy là tốt rồi, nhớ bài. Rồi thêm câu 9, câu 10 nó nghỉ. Đáp án thôi các anh chị. Câu 9 là câu 3. Số 3. Đó là 9, 9 ăn trưa khi nào phải không? Dạ. Số 3 phải. Trên tu si phải không? Trên 12 giờ. Giống như nội dung đoạn văn là số gì? Số 2. Số 2 là đi đến trường lúc 1 giờ đúng không? Dạ. Rồi nó hỏi là 9 mấy giờ đi đến trường thì nó là tôi đi đến trường lúc 1 giờ. Rồi sao nữa? Nhà CA trong xin minh một cõi ố. Ăn trưa lúc mấy? Lúc 12 giờ. Lúc mấy giờ? Tôi ăn trưa lúc 1 giờ. Còn 9 thì sao? Tôi ăn lúc 12 giờ. Ok. Mình ôn tập lại, mình nhớ vậy là tốt.